Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay cùng với Giáo hội Hoàn Vũ chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Pio X, Giáo Hoàng. Chúng ta nguyện xin Thánh Nhân giúp cho mỗi người chúng ta biết theo Chúa một cách trọn vẹn trong đức tin, không phải vì tiền bạc của cải của thế gian này, nhưng với lòng hy sinh đích thực và lòng mến Thiên Chúa một cách thật trọn vẹn trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Dominico Đỗ Huy Hoàng mới qua đời, Phêrô Hoàng Ngọc Thực, Đam Minh Vũ Minh Sinh, Agnes Âu Trương Thanh Huyền mới qua đời, Kurt Dementis, linh hồn Maria Cúc, Maria Nguyễn Thị Be lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Loan mới qua đời, linh hồn Trần Duy Lộc và các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm xứng bậc tông đồ, để người bênh vực đức tin Công giáo và quy tụ tất cả về Đức Kitô. Xin rộng ban cho chúng con biết nghe lời Thánh Nhân giảng dạy và noi gương sáng của người, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chiết sát thủ lãnh. Hồi ấy, con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và đã làm tôi các thần Ba-an. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Đức Chúa. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Astoreth. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột. Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh. Bên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng họa lên họ. Như Đức Chúa đã phán và thề với họ, họ lâm cảnh khốn cùng.
Bây giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàn điếm với các thần ngoại lai và sụp lại các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi là tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa. Họ đã không noi gương các ngài. Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh và người cứu họ khỏi tay quân thù. Bao lâu vị thủ lãnh còn sống? Vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời, thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Họ đã không diệt trừ những dân mà Chúa đã chỉ định. Họ sống chung lòn giữa chư dân. Họ đòi những hành vi của chúng. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Họ lấy tượng thần chúng mà thờ, đó chính là cam bẫy họ xa chân. Họ giết con mình cả trai lẫn gái mà hiến tế, mà hiến quỷ tế thần. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó, phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm. Trên dân riêng Chúa đổ cơn thịnh nộ, người tôm kinh gia nghiệp của mình, phó mặc họ vào tay đám chư dân. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch. Chúa thấy họ chân chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu kêu van xin. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo.
anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay về một người thanh niên đến gặp và xin Chúa Giêsu chỉ cho con đường dẫn đến sự sống đời đời. Một con người có một cái ý nghĩ rất là khôn ngoan. Tuy nhiên thái độ của anh đáp ứng lại lời Chúa Giêsu chứng tỏ anh chỉ có ý nghĩ một chút về sự khôn ngoan mà thôi. Anh thoáng thấy của cải không phải là hạnh phúc đích thực. Vì thế anh đã đến với Chúa để tìm sự khôn ngoan. Khốn nỗi, con đường khôn ngoan mới được vạch ra thì đã bị cản lối, khiến anh không nhận được sự sống đời đời. Vâng, tuy biết rằng sự sống đời đời là của cải quý giá nhất mà anh phải tìm kiếm. Có thể nói người thanh niên này khá tốt, nhưng anh muốn trở nên trọn lành thì anh phải từ bỏ của cải. Từ đó có thể chúng ta có thể suy ra có hai lý tưởng. Cái sự bén nhạy của sự bén nhạy với của cải là một cản trở không làm cho người ta trở nên tốt lành hơn. Sự từ bỏ của cải sẽ giúp người ta nên trọn lành. Mặc dù người thanh niên này là một người tốt, vì theo như bài tin mừng ngày hôm nay, anh giữ tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã nêu lên với anh: không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, phải thờ kính cha mẹ và phải yêu thương đồng loại như chính mình. Người thanh niên này đã làm tất cả những điều này. Chúng ta ngồi trong nơi thánh đường này, có mấy ai thật sự làm được tất cả mọi điều này? Có mấy ai nhận thấy trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta làm được tất cả những điều này? Mà Chúa Giêsu nói, đây là những điều mà có thể làm cho chúng ta trở nên tốt lành. Vâng, quý ông bà và anh chị em, mặc dù người thanh niên này là một người tốt, nhưng xét lại, anh có đôi phần ích kỷ. Đó là cách sống của con người chúng ta. Chúng ta dễ bị lôi cuốn vào cái lòng ích kỷ của con người trong cuộc sống. Có thể nói rằng đôi khi bôn ba ở trong xã hội, ngày hôm nay có thể nói là đôi khi Chúa ban cho chúng ta ở trên đất nước Mỹ này, chúng ta bao dung hơn, chúng ta ít ích kỷ hơn, vì chúng ta có. Chúa ban cho quá đầy đủ luôn, nên đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta rất bác ái là đằng khác. Nhưng thử hỏi với những người sống ở những nước, đất nước, có thể nói ở Việt Nam, ngay chính như anh chị em họ hàng chúng ta ở Việt Nam, rồi những người sống ở các đệ tam quốc gia, người ta nghèo khó lắm, và cái xã hội nó làm cho người ta phải bôn ba vất vả. Và cái tính ích kỷ nó đi vào cái tâm khảm của con người lúc nào chúng ta không hay. Con người sẽ rất là ích kỷ khi có được tiền của, khi có được danh vọng, khi có được cái sự hạnh phúc thì sẽ rất là sợ phải hy sinh những thứ đó. Không phải chúng ta sống trên đất nước này, xã hội này là chúng ta không vướng mắc vào điều đó, nhưng có thể rằng là nó nhẹ nhàng hơn ở trong cuộc sống của mình.
Nhưng cũng bởi thế, lời Chúa cũng thật sự nhắc nhở chúng ta. Vâng, quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu, đối với Chúa Giêsu thì phải dám mất đi mới được lại những vật chất để được tinh thần, mất đời này để được đời sau. Ngày hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng lễ Thánh Pio thứ 10, một người thanh niên có thể nói rằng rất khác với lại cái người thanh niên ở trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ngài, gia đình Ngài rất là nghèo khó, có thể nói là, và Ngài có cái tính nghèo khó ở đó nữa. Có chuyện kể lại rằng là khi mà còn bé Ngài đi học đó, mẹ mới dành dụm cho, mua cho Ngài cái đôi giày để đi. Nhưng mà Ngài không dám, sợ nó hư cái đôi giày đó, cho nên trước cứ đi ra đường một chút xíu lại vác cái đôi giày lên trên vai. Tại vì sợ nó, cái đôi giày nó mau hư, nghèo đến mức độ vậy đó. Rồi Ngài lại, đến lúc về thì cũng lại ngược lại, đi về gần đến nhà mới xỏ đôi giày vô. Rồi khi mà Ngài nói là Ngài có ý định đi tu thì mẹ Ngài rất là vui, nhưng mà ông bố lại không thích. Là tại vì Ngài phải ở nhà làm việc chứ, giúp đỡ cho gia đình chứ. Nhưng mà vượt qua được tất cả mọi sự để theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta thấy Ngài đã sống đời sống tu trì để rồi chịu chức linh mục, làm cha phó, rồi lên làm cha xứ, rồi lên làm giám mục, rồi lên làm giáo hoàng. Và chính vì cái nỗi gian truân khó khăn đó, cái trải nghiệm của cuộc sống khó khăn đó, Ngài với lòng bác ái và cái kiến thức mà Thiên Chúa phú ban cho Ngài, Ngài đã giúp cho thế giới Ngài vào thời kỳ của Ngài vượt qua được biết bao nhiêu những sự chông gai ở trong giáo hội, bao nhiêu bọ bè quấy rối. Ngài đã khuyên nhủ, đã giúp cho họ để trở lại. Và con người cho người Công giáo biết trung thành trở về với bí tích thánh thể. Vâng, quý ông bà và anh chị em, với bài tin mừng ngày hôm nay và đời sống của Thánh Pio thứ 10, chúng ta nguyện xin để chúng ta trung thành với Thiên Chúa, để vượt qua được cái tính ích kỷ của con người, để chúng ta biết cho đi, để chúng ta sẽ được nhận lại. Có bài thơ của Tagore, con thiết nghĩ cũng rất là hay, chắc quý ông bà và anh chị em cũng nhiều lần đã nghe được rồi. Con xin đọc lại cái bài thơ này. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay. Con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngước lên. Con tìm được Ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa, chính nguồn tình yêu. Chúng ta nguyện xin Thiên Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài,
để trong mọi hoàn cảnh luôn dâng lời cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân, bất cứ lớn nhỏ đều từ bàn tay khoan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa đã rồng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lòng nhân hậu, chấp nhận của lễ chúng con dâng và giúp chúng con thực hành những lời Thánh Phi-ô giảng dạy và đem lòng thành kính mến yêu mà cử hành các mầu nhiệm thánh và thông hiệp với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Phi-ô thứ 10 để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài. Chúa củng cố hội thánh nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa. Chúa gìn giữ hội thánh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
nhân ngày lễ Thánh Pio Giáo Hoàng, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể bồi dưỡng chúng con. Xin làm cho lòng tin của chúng con thêm vững mạnh và giúp chúng con sống với Chúa cho trọn tình con thảo, để có thể sống với nhau như anh em một nhà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.